quản trị được nhiều các bạn sinh viên yêu thích. Và theo kinh nghiệm tư vấn của Tân Đại Dương thì ngành công nghiệp khách sạn là phát triển rất nhanh ở những cái nước là phát triển. Và các bậc phụ huynh và các bạn học sinh đang có ý định là theo học cái ngành này thì được khi mà chọn Mỹ để du học thì các bạn sẽ được đào tạo các chứng chỉ chuyên sâu về các ẩm thực cũng như là pha chế, và có thể là dễ dàng tìm thấy các khóa học phù hợp tại tất cả các cơ sở cũng như là các trường đào tạo ở Mỹ. Và hiện nay Tân Đại Dương đang là viện tuyển sinh chính thức của nhiều trường đại học danh tiếng ở Mỹ đang có đào tạo về chuyên ngành này. Để biết thêm thông tin chi tiết về trường thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin giới thiệu cho bạn một cái ngôi trường ở Mỹ mà khi chọn ngành du lịch khách sạn các bạn không thể bỏ qua, đó là trường đại học Kendall, được thành lập năm 1934, trường tọa lạc tại trung tâm thành phố Chicago và là một trong những thành phố tốt nhất của nước Mỹ, cung cấp cho sinh viên là có nhiều cơ hội học tập cũng như là thực hành nhiều trong ngành. Và khi đăng ký theo học tại trường thì các bạn có thể là chọn apply vào các khóa trong năm như là tháng 1, tháng 4, tháng 7 hay là tháng 9. Và ngành quản trị khách sạn tại trường Kendall thì với chương trình là với các chương trình như là cao đẳng các bạn sẽ học trong vòng 2 năm, đại học các bạn sẽ học trong vòng 4 năm. Và sinh viên hoàn tất chương trình đại học tại trường Kendall thì cũng được nhận cái chứng chỉ cao về quản trị du lịch khách sạn do trường ở Thụy Sĩ cấp. Và trường cũng được công nhận bởi Ủy ban cao học trực thuộc Hiệp hội các trường cao đẳng trung học ở Mỹ. Và sinh viên có cơ hội chuyển tiếp sang các trường đại học danh tiếng của Thụy Sĩ hay là Tây Ban Nha và Úc. Mức học phí của trường thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Và khi chọn học vào ngành nhà du lịch khách sạn tại Mỹ thì các bạn sẽ được trải nghiệm trong một cái môi trường chuyên nghiệp, năng động và mới mẻ và có cơ hội thăng tiến cao. Khi được học ở đây thì các bạn sẽ được học lý thuyết song song với thực hành và sinh viên cũng được nhận mức lương như là một nhân viên đi làm thực thụ. Hãy liên hệ với Tân Đại Dương, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường đại học danh tiếng tại Mỹ và là công ty du học hàng đầu tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn. Và số hotline